sáng ngày 11 tháng 11 năm 2020, đoàn giám sát tình hình thực hiện nghị quyết năm 2020 của tỉnh ủy do đồng chí Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến khảo sát thực tế các mô hình kinh tế cơ sở sản xuất kinh doanh tại huyện Tam Bình. Đoàn đã đến khảo sát tại công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa công nghiệp Dạng Thành, Vĩnh Long, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Gisteel ở xã Tân Phú, mô hình trồng sầu riêng của ông Lâm Văn Diệt ở xã Phú Lộc và cơ sở sản xuất thanh long vàng Tổ Yến, Dạng Phước ở xã Hậu Lộc. Tại mỗi nơi, đoàn đã hỏi thăm tình hình sản xuất kinh doanh, lắng nghe những khó khăn, kiến nghị của các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình. Đánh giá cao kết quả đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Trung động viên cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như hộ gia đình tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tạo việc làm ổn định cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế địa phương.